Trở lại với kênh Viettel Mobile, chúc các bạn có những giây phút xem video thật là bổ ích. Các bạn mua máy xin liên hệ Zalo Hotline 0934455203. Ngày mùng 1 đầu tháng, chúc tất cả các bạn có một tháng mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và tiền tài các bạn nhé. Thì bên mình sẽ giảm trực tiếp 100.000 vào giá trị máy để lấy may cho tất cả các bạn. Đầu tiên sẽ nói đến đó là một chiếc iPhone X Bypass. Đấy. Cái này bản 64GB, máy thì không còn Face ID, nói chung nắp SIM vào dùng vô tư, dùng như một máy bình thường các bạn nhé. Bên mình đang để cho bạn giá của nó là 2.600.000, 2.600.000 đã tặng ốp chống sốc cũng như là kính cường lực và tặng thêm các bạn bộ sạc, vẫn bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 cho các bạn. Máy chỉ không có Face ID thôi, còn các bạn nắp SIM vào nghe gọi rồi cũng như là tải ứng dụng về đầy đủ các thứ nhé. Bản 64GB. iPhone 12 Pro Max bản 128GB hôm trước đang bán là 12.100.000, thì hôm nay để cho bạn giá là 12.000.000, chỉ duy nhất hôm nay thôi. Đấy, ngoại hình của nó là hàn zin đẹp, zin chuẩn này. Đấy, pin con này là 89%, bộ nhớ 128GB hàng quốc tế. 12.000.000 thôi các bạn nhé. Đấy, hàng zin nét luôn, bao zin cho các bạn và bao quốc tế trọn đời cho các bạn. Các bạn mua máy bên mình đi check thợ thuyền thoải mái các bạn nhé. Tiếp đến là một chiếc iPhone 12 Pro Max máy màu vàng gold bản 256GB. Hôm trước bên mình đang bán là 13.300.000 thì hôm nay giảm 100.000 là còn 13.200.000 các bạn nhé. Bản 256GB pin của nó đã thay mới 100% và máy bên mình thay xong là vẫn dán áp suất cho các bạn, nên các bạn yên tâm đi mưa đi nắng thoải mái nhé. Đây các bạn nhìn này, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Bản quốc tế 2 SIM, một SIM vật lý, một eSIM các bạn nhé. Email của nó là 9428 này, bản 256GB, mặt trước mặt sau đều đẹp lung linh dạng người nhé. Máy màu đen, đấy, cũng 256GB và bên mình đang để cho các bạn hôm trước là 12.800.000, thì hôm nay để cho bạn giá 12.700.000 nhé. Bạn nhìn thấy chưa, ngon lành cành đào đẹp lung linh luôn. Email là 5979 đấy. Con này cũng pin thay mới và cũng đã dán chống nước, dán áp các kiểu cho các bạn rồi. Bản quốc tế 256GB nhé, 2 SIM, 1 SIM vật lý, 1 eSIM. Máy bán ra đều tặng các bạn ốp lưng này, sạc này, cũng như là kính cường lực các bạn nhé. Sạc thì những chiếc máy to thì mình sẽ tặng là sạc siêu nhanh, còn những máy bình thường đời thấp thì bên mình sẽ để cho các bạn những cái bộ sạc của đi theo máy ngày xưa nhé. Máy ngày xưa. Đấy. Tiếp đến là một chiếc iPhone 13. Cái này thì chất như nước cất luôn. Đấy, pin 100% này. Còn bảo hành đến ngày 24 tháng 12 năm 2023. Đấy, máy ngoại hình của nó này, đây các bạn này, zin keng xà beng luôn. Đây phải gọi là zin keng xà beng, không khác gì một chiếc máy mới nhé. Đấy. Bản quốc tế Mỹ, iPhone 13 128GB. Đẹp không khác gì máy mới. Pin 100%. Đấy, zin nguyên bản luôn. Con iPhone 13 này thì bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 12.000.000 các bạn nhé. Để cho các bạn giá 12.000.000 con iPhone 13, hàng siêu chất này. Còn bảo hành hãng luôn. iPhone SE, iPhone SE 2020, ủi chân sạc sạch bóng luôn này các bạn này. Đấy. Máy này thì bộ nhớ của nó là 64GB, pin 86%, SE 2. Đấy. Mình đang để cho các bạn với giá của nó là giá mùng 1 là 2.800.000, máy màu đỏ. Máy màu đen pin 91%, để cho bạn giá 2.900.000, chỉ trong video này thôi các bạn nhé. Chỉ trong video này thôi. Đấy, tất cả đều là 64GB SE2 2020. Còn 8 Plus thì đấy, các bạn nhiều bạn cứ chần chừ bảo không biết phải hàng chính hãng không, mà hàng này thì chắc chắn rồi, 100% nó là hàng chính hãng rồi. Các bạn check email rồi, check trên hệ thống thoải mái thôi, chắc chắn là nó sẽ có. Đấy. Ngoại hình của nó thì đẹp lung linh luôn. Đây là hàng gọi là hàng tồn kho. Các bạn nhìn màng loa cũng như là chân sạc này, trắng tinh sạch bong, đẹp lung linh luôn, zin keng sven,
pin tận 95% này. Đấy. Bây giờ chỉ còn hai cây thôi. À còn một cây pin 92% nữa. Được, đúng không? Còn một cây pin 92%. Đấy, 95 này. Đấy, pin 94% này. Bộ nhớ 64GB hàng quốc tế này. Nói chung là đẹp móc mắt luôn các bạn nhé. Hàng này thì bên mình đang để cho các bạn giá hôm trước là 3,8 triệu, thì chỉ trong video hôm nay thôi, mình cũng chỉ có hai cây thôi, để cho các bạn giá 3,7 triệu nhé. Đấy, chỉ trong video ngày nay thôi, 3,700,000, quốc tế 64GB, iPhone 7 Plus hôm trước 2,6 triệu, thì hôm nay để còn các bạn là 2,5 triệu. Đấy, pin 100%, đã thay pin, ngoại hình của nó cũng zin đẹp, tầm 98 đến 99%, 98% các bạn nhé. Đây nó có ở đây là biết đây chấm một tí thôi, còn lại đẹp luôn các bạn, chung là đẹp, rất đẹp. Màn chẳng sáng không ám, không lưu hình, bản 32GB quốc tế nhé, 2,5 triệu thôi, bằng 6S Plus thôi các bạn. Rồi đến Android, à đây còn một cây iPad Gen 5 đẹp như mày mới luôn, pin 100%, tặng kèm bao da máy màu trắng, bộ nhớ 32GB. Đây, máy có lắp sim bình thường, pin trâu, có khi là dùng cả tháng chả hết pin, để cả tháng không hết pin luôn. Đây, con bản iPad Gen 5 32GB này có tặng kèm bao da, có lắp sim, thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 3,900,000 nhé, iPad Gen 5 3,900,000. Tiếp đến đó là một chiếc Oppo, đây là chiếc Oppo. Đấy. Oppo con này hiệu Poco Find mấy đây nhỉ? Mình quên mất. Oppo Find X2 nhá. X2 Pro. Ủa, đây con X2 Pro các bạn. Bộ nhớ 512GB. RAM của nó 12+4GB. Ủa chip khỏe luôn. 865 này. Chip Snapdragon 865, pin 4300mAh, màn 6.7, màn cong tràn viền, chẳng sáng không ám ố. Con này mà triển game thì cực kỳ đã luôn. Đấy. Oppo Find X2 Pro các bạn nhé. Đấy, email là 9037. Ngoại hình là mặt sau và mặt trước đẹp lung linh, viền chỉ hơi xước nhăm nhăm nhẹ thôi các bạn nhé. Sức nhâm nhâm nhẹ thôi, không có cần móp gì cả, nhâm nhâm nhẹ. Đó, bên mình đang để cho bạn giá là 5,5 triệu các bạn nhé, để cho bạn giá 5,5 triệu. Đó, để cho bạn giá 5,4 triệu thôi, để cho bạn 5,4 triệu. Hôm nay mà chiến game thì cực kỳ đỉnh của chóp luôn. Redmi 9A, email là 2780. Ngoại hình vỏ cá sấu các bạn nhé, nó có hơi xước sát, xước sơn thôi, chứ không có vết cần móp, nó chỉ xước thôi. RAM 2, bộ nhớ của nó là 32GB, máy rất mượt các bạn nhé. Đấy, rất mượt, rất nhanh. Bên mình đang để cho các bạn con máy này, giá của nó là 1,200,000. 1,200,000. Con Oppo A3s, máy màu tím đen, RAM 3, bộ nhớ 32, email 5535, ngoại hình có xước sát theo 5 tháng nhé. Đấy, có xước sát theo 5 tháng. Con này thì hôm trước để cho bạn giá là 1,2 triệu, thì hôm nay để cho các bạn giá 1,1 triệu này. Đấy, 1,1 triệu này. Quá rẻ. LG V50 Thinh Quy này. Đấy, giá 3 triệu, bản màu xanh đặc biệt nhé. Đấy, các bạn tìm máy màu xanh trên thị trường rất ít, LG V50 Thinh Quy, bản Mỹ. RAM 6 nhớ 128, chip Snapdragon 855, màn hình độ phân giải 2K cộng, pin 4000. Đấy, camera đọc văn bản này, có hỗ trợ 5G nhé, vân tay này, màn chẳng sáng không ám ố không lưu hình. Đó, giá thì bên mình để cho bạn là 3 triệu các bạn nhé. iPhone SE thì hôm nay bên mình Samsung S10e bên mình lại về thêm được ít nữa, toàn hàng chất này, còn nguyên siêu viền này các bạn. Đấy, nguyên siêu viền đẹp, 99 đến cận keng luôn. Đấy, toàn hàng chất như nước cất luôn. Đấy, màu xám, màu trắng sứ và màu xanh nhá.
Bên mình đang để đồng giá cho bạn giá 3 triệu thì bọn này bên mình lại quá ít là sẽ giảm cho các bạn là còn 2.950.000. 2.950.000 các bạn nhé. Đấy, RAM 6 bộ nhớ 128GB chip Snapdragon luôn. Con này là bản Mỹ, chip Snap thì nó sẽ mát máy hơn, cũng như là chạy mượt hơn so với là chip Exynos các bạn nhé. Và pin nó cũng sẽ bền hơn. Đấy. Tặng đầy đủ phụ kiện, bảo hành 3 tháng nữa 1.1. Tiếp đến là S21 FE phiên bản Việt, máy 2 SIM. Bản quốc tế 2 SIM các bạn nhé. Đây là bản quốc tế 2 SIM, 2 SIM vật lý luôn. Ngoại hình của nó đẹp 99%, hàng chất như nước cất luôn. Màn trắng sáng, không ám màu, không lưu hình. S21 FE giá để cho bạn là 5.4 triệu các bạn nha. 5.4 triệu. Rất rẻ, rất đẹp. Samsung Galaxy S10 nhỏ phiên bản Việt. Ngoại hình của nó, ô con này đẹp luôn các bạn. Đây này nó có xước răm tí lông mèo này. Đấy, nói chung là ở trên video là các bạn nhìn nó không rõ đâu. Nói chung là xước rất là mờ thôi. Con này đẹp tầm 98%. Không cần móp gì cả, máy lại màu đen. Ô màu đen, hôm nay nhìn màu đen xám này như bản đặc biệt nhỉ. Mình vào mình xem lại bộ nhớ. RAM 8 bộ nhớ 128GB các bạn nhé. S10 bản Việt RAM 8 bộ nhớ 128GB, máy 2 SIM. Bên mình đang để cho bạn giá là 3.5 triệu. 3.5 triệu. S21 nhỏ phiên bản Mỹ, 2 SIM, 1 SIM vật lý, 1 SIM RAM 8 bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon 888. Bên mình cũng đang để cho bạn cây hàng đẹp 99 đến cận keng này. Giá là 5.5 triệu, thì hôm nay để các bạn là 5.4 triệu nhá. Hôm nay chỉ còn 5.4 triệu thôi. S21 Plus phiên bản Việt Nam. Máy màu tím gold này. Ngoại hình này các bạn nhìn này, siêu viền còn này. Đấy, hàng rất chất luôn. Miếng dán màn hình ở hãng vẫn còn này. Đấy, màn trắng sáng luôn này. Đẹp, nói chung con này đẹp gần như máy mới rồi. Đấy, bản Việt Nam 2 SIM vật lý các bạn nhé. Gần như máy mới. Cái này bên mình đang để cho bạn giá 6.8 triệu, thì hôm nay để cho bạn giá 6.7 triệu nhá. 6.7 triệu bản Việt Nam. Đây bản Việt Nam S20 nhỏ, 5G, nguyên áp suất. Đấy, nguyên áp suất máy màu hồng, IMEI 6407. Cái này thì RAM của nó là 8GB. Bộ nhớ của nó là 256GB. À 128GB. RAM 8 bộ nhớ 128, thấy là chưa để sáng lên. Nguyên áp suất luôn, màn trắng sáng không ngả màu, không lưu hình. Đấy, áp suất bấm nhẹ thôi cũng lên luôn. Bản Việt 2 SIM bên mình đang để cho bạn giá 4.300.000. Thì giờ giảm cho bạn 100 là còn 4.200.000 các bạn nhé. Đó, đó là những gì mà hôm nay bên mình muốn giới thiệu đến các bạn. Và các bạn mua máy thì ủng hộ bên mình vào số Zalo và số hotline đang thì trên màn hình các bạn nhé. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi.